Tiết tập trước, Trần Nhị Thẩm khóc lóc làm loạn dưới đất, nghĩ đến công việc và nhà xác thuộc về mình, càng nghĩ càng phấn khích. Hướng Nhận thấy tình hình đã đủ, vẻ mặt ngây thơ đáng thương hỏi: "Rốt cuộc các người đang nói gì thế? Người ngốc gì chứ? Tôi không thể hiểu. Cô còn muốn chối cãi sao? Chúng tôi đều đã biết. Cô nghĩ mình có thể giấu được sao? Tôi chối cãi gì cơ? Cô đã lừa Gia Khang đến kinh thành nói gì là chữa mắt cho nó? Kết quả là cô để người ta mở đầu Gia Khang ra, có phải thật không? Các đồng chí à, các người nói xem đầu của người sau khi bị mở ra còn có thể sống được không? Dù có sống được thì cũng không thể không ngớ ngẩn. Cô làm vậy là có ý gì? Nghĩ rằng chúng tôi không biết sao? Vậy thì nói thử xem tôi có ý gì. Không phải là cô muốn lấy căn nhà tổ tiên của Trần gia sao? Chỉ cần biến Gia Khang thành kẻ ngốc, cô có thể khống chế nó trong tay, thì căn nhà này chẳng phải là do cô định đoạt sao? Thím Hai, sáng sớm đã dẫn cả nhà đến đây nói lung tung như vậy, sao nào, nhà các người hết lương thực rồi sao? Vậy là mấy ngày nay cả nhà đã ăn phần à? Trần Đại Dân liền xông lên định động thủ, nhưng mà đúng lúc đó, một người lao ra đẩy ngã Tào Đại Dân. Các người định làm gì? Tôi không cho các người động đến chị dâu tôi. Mọi người nhìn Trần Gia Khang vừa xông ra đều sững sờ tại chỗ. Chị dâu, em đau đầu quá, đau lắm, chắc là vừa nãy bị Tam Ca làm tổn thương rồi. Gia Khang, em không sao chứ? Chị dâu tốn nhiều tiền như vậy để em có thể nhìn thấy lại, em không thể bị sao được. Nhị Gia Gia thấy vậy liền đi qua hỏi. Vợ của Gia Đống, Gia Khang thật sự không sao chứ? Nhị Gia Gia, ông phải đứng ra bênh vực cho tôi với Gia Khang đấy. Bác sĩ quân y ở kinh thành đã dặn đi dặn lại, không được chạy, càng không được để người khác đụng phải. Gia đình chú Hai không muốn chúng tôi tốt đẹp mà, dẫn nhiều người đến nhà chúng tôi, không những bôi nhọ mà còn đánh Gia Khang bị thương nữa. Tôi lần này đi kinh thành đã mượn hết người có thể mượn, bây giờ tôi thật sự không còn tiền dư để đưa em ấy đi khám đâu nữa rồi. Nhị Gia Gia khi nghe nói vậy cũng xấu hổ cúi đầu. Sớm đã nghe Trần Nhị Thẩm nói Hướng Nhuận đã chữa cho Gia Khang thành ngốc, ông ấy cũng tin luôn. Vì vậy, ông và Tam Gia đều tìm Hướng Nhuận tính sổ. Không ngờ ông già hồ đồ bị rất mũi. Nha đầu, chuyện này đúng là hai lão già hồ đồ chúng tôi làm không tốt. Nghe nói các cháu đã từ thành phố về, còn nói Gia Khang bị người ta mở đầu trở thành ngốc nghếch, nên tin chuyện đó là sự thật. Nhị Gia Gia, Tam Gia Gia, các ông lần trước cùng nhau đến nhà tôi ép tôi viết cam kết, nhưng các ông vẫn không tin tôi vay nợ mấy trăm đồng để chữa trị con cháu nhà họ Trần. Không ngờ vẫn đối xử với tôi như vậy. Người nhà họ Trần các ông thật là vô lý quá. Nha đầu, là hai chúng tôi bị Trần Nhị Thẩm lừa rồi. Tôi tại đây xin lỗi cháu. Đại Dân, đầu Gia Khang lần này bị anh làm bị thương, tiền khám bệnh các anh phải trả đó. Sao lại là tôi? Là hắn ta đụng vào tôi, ngực tôi cũng bị hắn đụng đau đây này. Cười, anh nói vậy là không có lý rồi. Nếu không phải các anh đến nhà người ta gây sự, Gia Khang có đụng vào anh không? Hôm nay tôi quyết định, nhi phòng các người phải bồi thường đại phòng 50 đồng. Trần Nhị đang trốn trong góc thấy chuyện lớn rồi, nhanh chóng chạy lại. Bác ơi, chúng con làm gì có nhiều tiền thế? Bỏ qua những chuyện khác, Gia Khang là cháu ruột của anh đúng không? Bây giờ gia đình anh tới gây chuyện, làm cho Gia Khang vừa khỏi bệnh lại bị tác động khiến đau đầu. Anh không nên trả tiền thuốc sao? Trần Nhị không chịu trách nhiệm, im lặng thay cho phản đối. Được rồi, vậy là anh không muốn trả đúng không? Trần Hoài Hữu, anh lấy ra phả ra. Trần Nhị Tài, kẻ bất hiếu như thế này không xứng đáng được vào gia phả họ Trần của chúng ta. Bọn họ tài giỏi lắm, có thể tự lập một nhánh riêng rồi. Đội trưởng đội 7, Trần Hoài Hữu có chút ngượng ngùng nói. Nhị thúc, Tam thúc, xin bớt giận. Chuyện của Nhị Tài thật sự là lỗi của gia đình các anh. Hướng Nhuận đã chữa khỏi bệnh cho Gia Khang còn bị các người bôi nhọ như vậy, việc này đem ra nói ở đâu? Các người đều là phía không có lý. Bây giờ Nhị thúc và Tam thúc đều đã lên tiếng phân xử. Tôi vừa là tổ trưởng vừa là đội trưởng, vậy tôi sẽ quyết định các người phải xin lỗi vợ Gia Đống, đồng thời phải bồi thường 30 tệ tiền dinh dưỡng. Anh thấy thế nào? Cười, tôi thấy không sao cả, tôi một xu cũng không bồi thường. Gặp Trần Nhị mới thấy heo chết không sợ nước sôi. Trần Hoài Hưu cũng giận rồi. Vợ Gia Đống, tôi ở cái làng này không có tài cán này, chuyện này ở làng giải quyết không xong đâu. Cô đi hội phụ nữ khiếu nại đi, chuyện này họ quản lý. Không cần đi, ông chính là bậc trưởng bối đáng ăn đòn. Thật sự nghĩ nhà họ Đào dễ bị bắt nạt thế sao? Cậu là ai? Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu đừng qua đây. Lại đây, lại đây, đều là đàn ông cả mà, lại đi bắt nạt cô gái nhỏ. Có giỏi thì nhằm vào tôi đây này, hay ta so tài đấm đá chút đi. Anh à, chúng ta không phải kiểu người thô lỗ đó, chúng ta là người có văn hóa. Nếu nói lý mà bọn họ không nghe thì động thủ cũng không muộn. Nhị Gia Gia nhìn Tam Gia Gia nội nhìn nhau nói. Vợ của Gia Đống à, chuyện hôm nay là lỗi của chúng ta, sau này chuyện của hai nhà chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Các người muốn làm gì thì làm đi. Hai vị trưởng bối đã rời đi, hai đình Trần Nhị Tài dù không cam lòng nhưng cũng không dám ở lại, lập tức lùi đi. Buổi chiều, Tào Đại Trụ gọi vài người to con đến nhà Trần Nhị Tài. Đào Gia, các người đừng có mà quá đáng. Thật sự nghĩ tôi sợ các người sao? Bắt nạt em gái tao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết bắt nạt người Đào Gia sẽ thế nào. Các anh em, lôi lão già này ra đây đánh cho tôi. Còn nữa, đập hết đồ trong nhà cho tôi. Khi Hướng Nhuận đến nơi, trong nhà Trần Nhị Tài đã loạn hết cả rồi. Hai người nhà họ Trần nằm trên đất kêu la. Đồ nhại danh kia, mày dám kiếm người đến đập phá nhà tao sao? Chuyện này chưa xong đâu, tao nhất định sẽ báo cáo các người lên xã. Con mụ già, mày chửi ai đấy? Con dám nói linh tinh nữa, tao tát cho con mày không nhận ra mày luôn. Được rồi, anh cũng dạy dỗ họ rồi, chúng ta đi thôi. Mày là đồ nhóc con, mày đập phá nhà tao, mày phải bồi thường tiền cho tao. Hừ, nhà các người lấy cái đồng hồ nhà tôi, cái đó rất có giá trị, đập phá nhẹ nhàng thế này làm sao đủ. Anh trai, mang luôn con gà này đi, tối nay chúng ta ăn thịt gà. Đừng động vào con gà của tôi, đừng động vào. Gia Khang, chị dâu tối nay sẽ hầm gà cho em ăn nhé. Tuyệt quá, để em ra ngoài nhặt ít củi. Thời gian này, em đừng ra ngoài. Sáng nay chúng ta vừa nói Trần Đại Dân đụng vào đầu em làm em đau đầu, bây giờ em lại ra ngoài nhặt củi, chẳng phải để người khác biết sáng nay chúng ta nói dối sao? Nhưng nhà Nhị Thúc cũng đâu có bồi thường, chúng ta còn làm bộ làm gì nữa? Kệ họ đi, dù sao em cũng phải ở nhà nghỉ ngơi 4-5 ngày, không được ra ngoài, chúng ta không thể để người ta nói được. Còn nữa, còn phải uống thuốc đông y nữa.
Đào Hướng Nhuận, mày mau cút ra đây cho tao, dám kêu người đến đập phá nhà tao, còn cướp gà của nhà tao, mau cút ra đây cho tao. Con trai lớn của Trần Nhị Tài, Trần Đại Quân, hét lên. Hướng Nhuận mở cửa, khiến Trần Đại Quân đá vào cửa bị trượt chân, lập tức chân sọc thành 180 độ. Mày kêu gào gì? Cha mày bị đánh còn không dám tới, mày còn dám gây sự? Mày là cái thá gì mà dám đến đây hỏi tội bản cô nương? Hướng Nhuận giơ dao về phía hạ bộ Trần Đại Quân. Trần Đại Quân sợ tè ra quần, vừa nãy còn bị trúng chỗ hiểm, tay mềm nhũn không đỡ được, người ngã ra sau. Đại đao suýt chém vào chỗ hiểm của Trần Đại Quân. Trần Đại Quân sợ đến nỗi không dám thở, đứng dậy chạy luôn. Cứu mạng với. Hey 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 hey, hú hồn, tối nay suýt nữa là có thêm một món ngầu bí nữa. Chị dâu, món mà chị nói có phải là món gà mái da hầm ngầu bí bò không?